Rồi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã trở lại với Lê Toàn Channel. Thì hiện tại mình đang có mặt tại cái công ty Hưng Đạt, bãi xe của Bắc Nam nha các bạn. Để review với con Komatsu BC200-7 này nha các bạn. Đây thì trước mặt các bạn đây là con Komatsu BC200-7 nha. Đây à, mình sẽ review tổng quan trước ha, rồi một lát nữa mình sẽ review chi tiết bên trong cho bạn xem nha. Đây, mình sẽ lại cho bạn xem cái tem của nó nha. Đây các bạn, đây nha, BC200-7 nha các bạn. Nó hơi mờ một tí nhưng mà vẫn còn thấy được. Đấy, thì cái hiện trạng của con này là đã được sơn lại nha các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái phần bơm thủy lực của nó nha. Đây các bạn, đây là bơm của em nó nha. Đấy, thì số điện thoại của Bắc Nam mình sẽ để cho chạy ở phía trên màn hình. Đấy, các bạn nào có nhu cầu mua bán trao đổi xe thì hãy liên hệ trực tiếp số điện thoại này, gặp Bắc Nam để mình thương lượng giá cả, hoặc là mình ở đây trực tiếp để mà thử xe nha các bạn. Đấy, thì ở đây cũng thuộc huyện Châu Thành của tỉnh An Giang nha. Cái địa chỉ cụ thể thì một lát nữa mình sẽ ghi ở phía bên dưới phần mô tả nha các bạn. Đấy, thì ở đây thì cũng gần với bãi xe của anh Hùng ở chỗ này. Đấy, đây là phần bơm thủy lực các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ lên trên cho các bạn xem cái động cơ nha. Trước khi lên trên thì mình xem dàn chân bên dưới trước đi nha các bạn. Từ dưới lên trên. Đây, đây là dàn chân của con Komatsu BC200-7 nha. La xích xương xích còn rất là dày nha các bạn. Các bạn thấy không? Để mình quay cận cho các bạn xem nha. Đấy, còn rất là dày luôn các bạn. Rồi, ra sao xem cái đùi nó nha. Đấy, thì cái con Komatsu này có một đứa cháu cũng yêu cầu mình review lâu lắm rồi các bạn. Nhưng mà mình chưa có thời gian để mà mình đi xuống cái này. Hôm rày mình bận làm lại cái máy với lại đi múc theo cuốc các bạn. Cho nên không có thời gian để mà đi review. Ngày hôm nay mình đã rảnh rồi, cho nên mình sẽ đi xuống đây để review, để chia sẻ cho các bạn cùng tham khảo ha. Đây là cái dàn gầm của nó nha. Đấy, thì cái dòng Komatsu này thì làm là bao nặng nha các bạn. Nó rất là khỏe. Đây, có bạn nào mà có nhu cầu sử dụng xe mà làm công trình hay gì mà nặng ha, thì mình sử dụng con Komatsu này thì rất là hợp các bạn. Đấy, đây là bên dưới dàn gầm đó nha các bạn. Rồi, mình sẽ qua bên kia cho các bạn xem cái dàn chân bên kia luôn nha. Đây, các bạn xem kỹ hơn. Đấy, đây là đồ bên đây. Để review chi tiết cho bạn xem ha. Do hôm nay mình xuống thì Bắc Nam không có ở đây các bạn, cho nên mình không có hỏi để mà xin khởi động mình thử thao tác được. Các bạn thông cảm nha. Mình chỉ review sơ lược bên ngoài cho bạn xem. Bơm động cơ thôi ha. Chứ mình không có xin phép để mà khởi động động cơ được. Các bạn thông cảm nha. Đây, bên nào cũng như bên nãy nha các bạn. Còn rất là dày dặn ha. Đấy, thì cái hiện trạng cái hộp xích này thì đã được đóng mới nha các bạn. Đây, đã được lập tôn mới. Rồi, mình sẽ lên trên cho bạn xem cái nội thất bên trong cabin nha. Đây là cái nội thất của con Komatsu ha. Đây, mình sẽ review chi tiết từ từ cho các bạn xem để các bạn tham khảo nha. Đây các bạn, đây là cái bảng tích lô điện của nó ha. Thử bật chìa khóa xem nó có còn điện nhảy gì hay không. Chắc có lẽ là cắt mát. Đấy, thì đây là tổng quan nội thất bên trong của con này ha. Ok, chờ, bây giờ mình sẽ tiếp tới cái phần động cơ nha các bạn. Lên mở nắp capo xem động cơ nha. Con xe này nó hơi cao nên là lên xuống hơi khó khăn. Đây. Rồi, trước khi xem động cơ mình sẽ cho các bạn xem cái phần công tắc và cái bộ quy to của nó nha. Đây các bạn.
đây là bộ công tắc đó nè. Đây, cái nắp này mình không có mở được cho nên là các bạn thông cảm, là chỉ xem sơ sơ như vậy thôi nha các bạn. Đấy. Rồi bây giờ sẽ tới phần động cơ. Đây các bạn, đứng qua đây cho đỡ cháy nắng. Đây động cơ của em nó nha. Đây là cái bơm lạnh nha các bạn. Đây nè, bơm lạnh nè. Đây. Cái này là cái motor ga. Đây, đây là cái phần động cơ nha các bạn. Thì con này là 6 máy nha. Đây. Phía trước này là cái két nước và cái két dễ nhiệt nhất 10 nha các bạn. Đây, đây là tổng quan cái con xe Komatsu BC200-7 ha. Rồi, đóng cabo lại bạn ơi. Ui, quá nặng. Bên đây thì cũng còn rất là nhiều xe ha. Rồi, mà hôm nay thì mình chỉ review con này thôi. Cũng có một đứa cháu đó yêu cầu review hai con. Là một là con Komatsu BC200-7 này với một con Sumitomo SH330-3 các bạn. Đây là con này đây. Đây nè các bạn, SH330-3B. Đây. Rồi sẵn tiện đây thì mình xin phép review luôn con này cho các bạn xem nha. Con này thì dàn chân của nó là còn nguyên bản nha các bạn. Không có rớ động gì ha. Xương xích các bạn thấy không? Đây, lá xích thì có vẻ là hơi mòn một tí nhưng mà cũng còn rất là dày dặn các bạn. Rất là cứng cáp nha. Xương xích thì cực kỳ dày luôn. Đây. Đây là dàn chân của con SH ha. Dàn chân con này còn rất là dày nha các bạn. Đây, rất là vuông tất cả các góc cạnh nè. Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên đây. Lên trên. Leo nhờ qua con này. Đây. Thì cái nội thất của con này thì đang được xử lý lại nha các bạn. Đây, mình sẽ không quay gì nhiều tại vì cũng đang xử lý lại. Còn bên đây là phần động cơ của nó nè. Anh thợ cũng đang hàn lại cái bô, cái hãm thanh đó các bạn. Cho các bạn xem cái bộ công tắc luôn. Đấy, chống trải như thế này thì dễ xem thôi nha các bạn. Thì mình xin phép được nhắc lại nha, số điện thoại của bác Năm mình sẽ chạy cho màn hình ha. Có bạn nào có nhu cầu mua xe, trao đổi xe thì hãy trực tiếp liên hệ số điện thoại đó. Mình có đến đây để thử xe nha các bạn, để trao đổi trực tiếp. Đây là động cơ của nó nha các bạn. Ok, con này thì mình chỉ review sơ lược vậy thôi nha các bạn. Bây giờ xuống dưới cho các bạn xem tổng quan lại một lần nữa nha. Đấy, thì đây là tổng quan hai con luôn, nằm sát bên luôn nha các bạn. Một con Komatsu BC200-7 và một con Sumitomo SH330-3. Đấy, tổng quan hai em nó đây. Ok, đến đây thì mình xin phép được tạm dừng video nha các bạn. Nếu các bạn xem thấy hay thì hãy like và chia sẻ video cho bạn bè mình xem giúp mình nha. Các bạn hãy chia sẻ video mạnh tay vào không? Lượt view của mình dạo này nó hơi sụt rồi. Rất mong các bạn hãy chia sẻ video của mình mạnh tay vào ha. Mình cảm ơn rất là nhiều nha các bạn. Rồi, chúc các bạn một ngày làm việc thật nhiều niềm vui và sức khỏe nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn.